Good morning anh chị và các bạn. Hôm nay Steven trở lại cái nhà của bà hổ mình mua. Mình có để mấy cái cây của ông nội trồng phía sau á. Thì hôm nay cũng qua mình dọn dẹp một tí cho nó sạch sẽ để ngày mai người ta cắt cỏ. Rồi mình sẽ quay lại một ít cây mà ông nội đã trồng rồi cho mọi người xem như thế nào. Những cái cây giống, nếu ai cần mua cây giống thì có thể liên lạc với ông nội nha. Anh gọi cho anh Peter 646-207-8824. Chỗ này là mấy cây đã mới vừa trồng nè, đa số là măng cầu na. Đó. Một tí nữa mình sẽ quay sơ sơ cách của ông nội trồng lại cho mọi người xem để trồng thế nào cho nó tốt. Đây cũng còn số cây giống này nha, nếu anh chị nào cần có nhu cầu ở Florida mà có nhu cầu mua cây giống thì liên lạc với mình nha. Cảm ơn cầu na. Còn cái này thì có thể next year mới vừa ươm. Đủ thứ cây chưa. Đây măng cầu na. Loại này thì hiện tại bán 30 đồng cây nha mọi người. Bên kia thì bên kia 20 đó cha. 20. Bên này 30, nếu mua cho mua, nếu mua 10 cây thì tặng cây. Còn cái này cái gì? Đó là cây lý. Lý hả? Ồ, trồng luôn cái lý luôn hả? Xoài. Mận cầu. Ồ, mận cầu. Không phải mận cầu. Có cây mận. Cây mận nghe cho tính bán nhiêu? Mận này mua bán giá 60 thôi. Cái cây cuối cùng là mận xanh nha mọi người, chứ không phải là mận hồng đào nha. Đấy là mận chuông và mận xanh. Đó. Nếu ai cần mua thì liên lạc với Uncle Peter. 646-207-8824. Nãy biết Uncle Peter là ai? Uncle Peter nè, chào chào mọi người. Hello. Trước khi muốn gọi mua cây thì nhắn tin trước nha, nhắn tin trước để bị gì spam nó gọi nhiều quá, thành ra nhiều khi thấy số lạ không có bắt á, thành ra nhắn tin trước đi, nhắn tin trước đi vô số 646-207-8824 đó, thì nhắn tin trước cái rồi nói muốn mua cây thì gọi thì cái thấy số có bắt liền à. Ok đó. Đó. Thì sau này mình cũng trồng mận cầu lum la cho nghe không, có thể giờ chắc phải 3 năm nữa chứ hả? 2 năm hả? 2 năm rồi có trái ăn rồi. Trồng phải tới chỗ cái mí đó là hết. Còn trong kia không có đụng tới. Đây cũng có cây ổi nè. Ổi này là ổi thí xịn thôi nha. Ruột đỏ trái bự á. Ổi thì đa số là ổi đó mình chiết hết chứ hả? Ok. Ai muốn trồng ổi chiết thì phải liên lạc trước nha, tại cái đó chiết tốn nhất từ 5-6 tháng á. Cũng ương cũng có chiết đó, phía sau này cũng tăng cường trồng thêm cây mít. Có người bạn ở Pennsylvania tên Ngọc cũng đang kêu tặng cây mít tú nữ. Và không gài bận quá chưa có cơ hội đi lấy cây mít. Cảm ơn Ngọc nha, đã hứa tặng cho cây mít. Bên này cũng còn mận cầu nữa vậy, mận cầu nữa chưa? Nhiều lắm. Bên kia thì trồng bên đây được 1, 2, 3, 4 chậu cây xương rồng. Không phải xương rồng. Thì nói hoài xương rồng. Cây này cái gì quá này? Cây thanh long. Cây thanh long mà kêu nó xương rồng không? Hình như nhắc cây xương rồng. Trồng thanh long ăn mà giờ toàn nhớ toàn là xương rồng không à. Nhìn cái cây đó giống giống như xương rồng á, mình tưởng mình nói toàn cây xương rồng không à. Đầu óc bây giờ. Mới bước vào tuổi 50 mà làm giống như về hưu rồi vậy. Đầu óc quên lãng. Thiệt tình. Đây là phía nguyên của vườn cây của bố già nè. Ngày nào cũng ra đây ông chăm sóc hết trơn.
đồ cắt cỏ rồi lôi phân lùm la chân. Có cái hồ bên kia kìa, nó đổ đất lùm la chân, mình chưa có bàn xuống xong nữa, chứ làm tới chừng nào nữa. Bỏ mấy tuần trước con già kia nó lại trả cho nó mấy trăm, nó lại cho nó ủi xuống. Nó mới vừa nhào vô nguyên cái xe nó phóng vô cái nó dính ra luôn, mấy tiếng đồng hồ nó mới ra được. Cũng trả tiền cho nó mà nó chưa có ủi xong, nó nói bữa nào cho nắng nắng cho đất nó khô lại nó ủi cho mình cho xong luôn. Con gà mấy ngày không thấy mạng nó đâu hết trơn. Giờ lấy cái xẻng gạo ban được chỗ nào ban, rồi ngày mai mới từng tới. Từng tới thì tăng cường thêm một xe đá nữa 8 tấn, hy vọng là 8 tấn đó đẩy xuống vừa cho cái lỗ đó. Còn thôi ngày mai thôi, từng tới thì nghe coi đài khí tượng thì nghe nói là bão vô Florida, thì mà có thể thứ tư bão nó mới vô, mà hiện tại thì cái đường đi nó cũng hơi xém xém thôi, chứ không phải là 100% dính vô Florida, mà có thể bị ảnh hưởng thôi chứ không có. Để từ từ rồi khi mà tới đâu rồi mình sẽ quay phim để báo cáo cho mọi người biết bão như Florida như thế nào nha. Nghe tiếng đồn đại thì bà con sợ lắm, mà để mình từ từ mình quay lại cho mọi người biết đây bão như Florida để biết. Với cái nữa là hôm nay Steven làm video này cũng nói một ít về cách anh chị nên chuẩn bị cái gì khi di dời về Florida, với cách chuyển bằng lái xe, với xin học cho các con ở trong trường. Thì khi mình đi bằng lái xe, mình xin bằng lái xe, mình đổi sai giấy tờ xe, chứ mình xin trường cho các con của mình, thì mình nên chuẩn bị cái gì trước khi mình về bên đây. Với cái là khi về Florida nên chuẩn bị cái gì. Con cái là Steven muốn nói cho anh chị và các bạn, nếu mà về Florida thì cái chuẩn bị đầu tiên anh chị mới phải chuẩn bị là tinh thần. Tại vì nhiều khi mình sống ở trong một cái chỗ giống như an cư lạc nghiệp rồi á, mình ra khi mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình thì dĩ nhiên cái gì mình cũng sợ, tại chỗ đó là nó hoàn toàn mới với mình. Nếu chuyển một từ tiểu bang về khác về Florida thì nó có hơi khó, cũng hơi khó để quyết định. Mấy chỗ này toàn là kiến không, đứng lạng hoàng, kiến cắn đau lắm. Cha ổng cũng xịt thuốc giết kiến nhiều lắm rồi, không mà cũng bị kiến cắn à. Riêng cả là cái chuẩn bị đầu tiên là cái tinh thần nó. Cái thứ hai là đương nhiên phải tìm cái nhà mà theo cái bản thân của Steven đã từng đi qua, thì anh chị nên đừng có chọn một thành phố nào nhất định trước, mình nên dọn về Florida mình mướn nhà mình ở trước đi. Tại vì cái nhà của mình mua là mình ở lâu dài, chứ không phải là mình mua rồi mình thích bữa nay rồi mình bán ngày mai, thì nó mất thời gian của mình, với đó là nó mất tiện. Nhưng cái là mình mua nhà, có thể mình mua nhà mới hoặc mua nhà cũ, mà khi mình mua cái nhà mới á, mình lẽ mình build cái nhà, mình bỏ cái năm trời mình build xong rồi mình mua cái nhà ở trong đó, trong cái khu mình không có thích, thì nó cũng hơi khó phải không. Thì nên chọn cái giải pháp đầu tiên là mình nên mướn nhà mình ở trước đó. Tại vì cái trường học của mình là cho con cái mình rất là quan trọng, tại cái trường với cái việc làm, thì việc làm mình làm đâu thì an cư lạc nghiệp ở đó. Nó thứ nhất là việc làm đó, mình phải tìm cái việc làm trước, như là mình phải mướn nhà ở rồi mướn tìm việc làm, chứ làm xong rồi mới chọn trường cho con cái. Tại cái trường của nó là ở Florida, nó không biết mấy tiểu bang khác làm sao, chứ ở Florida thì anh chị mà nếu mình ở Florida, cái vùng của mình ở á, cái trường học của mình, con cái mình phải học ở trong cái vùng của mình, cái zone của mình thôi. Nếu mình mua cái nhà triệu đô nó nằm ở nhà bên kia, mà cái trường bên này, tại cái trường tốt là nó nằm bên cái khu bên này, thì nó không có cho mình từ khu bên kia qua bên khu bên này cho con mình học bên này. Hỏi tại sao vậy? Tại cái khu thằng thường ở mấy cái khu mà nhà nó có cái trường tốt á, đương nhiên cái nhà nó cũng tốt đó. Nhưng khi mình mua cái nhà mình rẻ quá, mình ở bên cái khu kia nó cheap quá, mà cái trường bên đây nó tốt quá, mình cho con muốn con mình học bên đây nó không cho, tại vì cái khu đó họ trả tiền thuế nhiều hơn, cái trường nó tốt hơn. Rồi thì mình ở bên khu kia, mình tự nhiên mình cho con mình học bên đây á, thì cái zone nó, cái trường học bên đây nó có cái zone của nó không có cho mình apply trường học cho các con như vậy nó. Bởi vì mình Steven nói là khi mình chọn cái giải pháp qua để mua nhà thì mình nên mướn nhà mình ở trước rồi mình đi làm.
rồi cuối tuần mình rảnh rảnh á mình lái xe vòng vòng đi, mình tìm mình coi cái khu nào nó tốt hơn, là tại vì cái khu khi nó tốt với bản thân của mình mà không tốt với anh chị và các bạn đó. Như là có nhiều người cũng gọi cho mình hỏi rồi nói theo cái idea của Steven thì mình nên chọn cái thành phố nào, thì mình cũng đã nói, mình có làm một video khoảng 6-7 tháng nay trước này rồi, mình cũng nói là những thành phố của anh chị và các bạn nên tham khảo á, thì một tí là mình để cái video, cái đường link của cái video đó ở dưới này cho anh chị và các bạn để xem lại. Một cái nữa là trước khi mình về Florida thì mình nên xin cái gì ta, nên lấy cái học bạ của các con của mình, cái học bạ của ở trong trường á, cái report card á, phải không? Cái thứ hai nữa là mình nên giữ cái medical record, nghĩa là hồi xưa mấy đứa nhỏ ở đây nó có thường thường đi bác sĩ thì nó chích ngừa này kia lạc vặt, thì mình có cái tấm giấy á, mình xin vô bác sĩ của mình xin tấm giấy medical record để mình cho họ điền cái medical history của mấy đứa nhỏ về đây để mình xin vô học cho mấy đứa nhỏ. Thì xin vô học đó mình đương nhiên mình phải có cái giấy medical record, mình có cái giấy khai sinh, mình có cái đương nhiên mình có cái là passport, là green card gì đó, bất cứ giấy tờ nào để chứng minh mình. Và thứ hai cái nữa là mình phải có cái địa chỉ, tại mình muốn mình list cái nhà, là mình mua cái nhà thì mình phải có cái địa chỉ để chứng minh cái địa chỉ đó. Mình cần có ít nhất có hai cái lá thư, giống là cái bưu điện, bưu ga, là cái bưu điện thoại, bất cứ cái bưu gì cũng được, để chứng minh mình ở trong cái địa chỉ đó, ở trong cái zone đó, thì nó mới cho mình xin học cho các con nó, phải không? Đương nhiên anh chị và các bạn nên có giấy tờ đó mình xin. Còn nếu mình đi xin đổi giấy tờ bằng lái xe á, thì bằng lái xe nó cũng xin, mình cũng cần chứng minh địa chỉ nó, mình cần bằng lái xe cũ, là mình đã có bằng lái xe rồi, phải không? Bằng lái xe cũ, hai cái giấy, hai cái thơ để chứng minh địa chỉ, giống như cái list nhà hả, là cái bưu điện bưu ga, như list nhà đặc biệt mới có, phải không? Bưu điện bưu ga đó, đương nhiên mình mướn nhà phải có bưu điện bưu ga, phải không? Thì cái list nhà, đương nhiên mình mướn nhà nó cũng có cái list nhà người ta ký cho mình đó, mình dùng cái địa chỉ đó, mình dùng cái giấy đó mình chứng minh cái địa chỉ mình ở đó, phải không? Rồi khi mình có cái đó rồi á thì mình nên đem cái passport mình theo. Nếu anh chị nào có dùng passport thì nên đem cái passport theo. Tại cái passport, cái bằng lái ở Florida nó có cái real ID. Cái real ID nghĩa là khi mình có cái passport rồi, nó bỏ cái information của cái passport mình vô trong cái license. Khi mình đi máy bay á, mình cần bay tiểu bang này tiểu bang kia, là mình không cần cái đem giấy passport nữa, mình chỉ cầm cái bằng lái của mình là đủ. Thật là mình đi bất cứ trong nước nào mà dòng thuộc địa của Mỹ á, thì mình không cần cái passport, mình cần cái ID đó là nó cho mình lên máy bay. Cái gì mình cần là thứ nhất là hai chứng nhận địa chỉ, hai cái gì, cái thơ đó chứng nhận địa chỉ, cái bằng lái cũ với cái passport. Passport là tại nó làm cái ID nữa, cần cái passport đó. Nó chuyển giấy tờ xe nó cũng tương tự vậy thôi, mình cũng đương nhiên có bằng lái xe ở Florida. Khi mình chuyển cái bằng lái của Florida rồi á, mình mới chuyển cái xe mình được. Cái xe của mình phải chứng nhận có cái thay đồ này kia lặt vặt rồi mới đem theo, không? Cái đó thì anh chị các bạn ở làm tiểu bang khác này cũng tương tự vậy thôi, cũng nên đem giấy tờ cũng giống nhau vậy thôi. Rồi nếu ai mà không có hiểu nữa có thể email cho mình ở sNguyễn35@yahoo.com, hoặc là vô trong việc tham ở bay Facebook á, thì liên lạc với mình trả lời thêm. Cho cái việc này mình cái nói hoài cũng không xong, không? Rồi gì nữa ta? Cái gì đáng tí nói tiếp đây, giờ về ngang hông rồi quên mẹ mất tiêu rồi, đáng tí mình nói tiếp. Ok. Bây giờ tháo ra, đẩy mấy cái đá này xuống, đẩy mấy cái phân này xuống. Chỗ nào hơi chỗ nấy là từ từ ra đi. Tới đâu hơi tới đó. Lâu quá, này lâu quá, mệt quá. Công nhận xúc máy đất đó mệt thiệt á. Biết anh chị nào ở Việt Nam hồi xưa sống ở miền Tây á, tưởng tượng mình đi đào hột mía, không? Hồi xưa đúng là bản Việt Nam, hồi xưa mình còn sống ở Việt Nam á, đúng là sức châu thiệt á. Đã không biết cả ngày trời không mệt này á, giờ xúc con tí đất mệt thở không chết luôn. Bây giờ những người có tuổi rồi, không
cái gì nữa cũng chậm chạp, làm có một tí mà thở muốn ná thở luôn, công nhận. Đây là có tụi mày, đúng ra tụi Mỹ nó mình trả tiền cho nó lợi, nó lấy cái máy bóp khét nó ủi xuống cái bò hẩm, cái đất này nó tốt quá, cái nó mềm quá xốp, dân chơi ủi vô nhào vô cái phụt cái dính cái xe đó mấy tiếng đồng hồ ra không được, tưởng nó ngồi nó khóc rồi chứ. Cái kia xe cẩu đời cho nó làm 700-800 gì, mình trả cái nó 350 à, cho nó đẩy cái đế xuống, cái cùng nó bị đợi đâu mấy tiếng đồng hồ cái lấy được mấy gốc cây bò hẩm chỗ gần cái thua lót xuống, cái nó lấy cái xe của nó, xe van á, nó câu sao nó kéo vậy mà cuối cùng cũng ra được, mừng chết luôn. Nó nói, nó hứa là không ra, bữa nào trời nắng là nó ủi xuống mà nó cái từng ngày nó không có ủi, giờ mình thấy xe mình lấy len mình xúc mệt chết là chịu không nổi. Công nhận ở đây mấy con ve nhiều quá, nó kêu sùm chứ hả. Nhà có mấy cây này cũng lợi hại luôn. Có chú Hoàng bên Cali mới qua, hôm cũng gọi con, nói ông ở ngoài chỗ khách sạn mà đám cưới của con Nga lần nha. Bữa nay em tính hẹn với ông Quanh đi xem cái nhà mà kêu bán 310 á, giao giờ nó xuống còn 310 hay 390 gì á, 490. Cái nhà trắng mà dài á, có cái driveway thiệt dài thiệt mà. Con trai bà ổng đi coi lâu lắm rồi. Ồ, cái bên này chưa bán nữa hả? Chưa bán, nó kêu giá tới 459, bây giờ nó tuột xuống còn cái 409 hay 405 gì á. Nhà nhỏ xíu mà kêu giá trên trời với đó không, bây giờ nó tuột xuống thấp. Vậy con gà biết lâu chưa ai mua nữa. Nhà đó thì... Tại giờ mà tiền interest rate nó lên cao quá, nó mới vừa lên thêm 0.75 nữa kìa. Trời đất ơi. Nó mới đẩy 0.75 mà làm stuck rớt xuống ào ào luôn. Nhưng mà Cali thì họ bán nhà bển hôm qua mua đâu có sợ đâu. Mua tiền khác thì được. Chứ mua tiền mà mượn tiền thì cái interest rate nó lên cao quá, bây giờ nó lên thêm 0.75 nữa. Ồ, dễ sợ. Thời Ba Đình. Thời đại Bảy Đần nè. Bà con giờ đói hết trơn. Khỉ gì không tiền. Có tiền mặt thì cái bỏ qua mua nhà thì được, tại vì giá nhà giờ nó cũng sừng lợi, nếu mình có tiền mặt mình mua nhà được, chứ tiền mặt bỏ nhà băng cái là cái tỷ đồng tương lai còn có 75 sen hay là 70 sen cũng đồng đó, mà cái giá trị mình ra mình mua đồ ăn hay mua cái này kia nó không còn giá trị nữa, nó mất hết 30 sen. Bây giờ nó estimate cái inflation tới 30% mà 35% rồi, nó đồng mất 35 sen, tiền bỏ nhà băng giờ đồng tiền chết. Bây giờ nếu có cash thì nên mua nhà, còn nếu mua finance thì có phải suy nghĩ lại, tại cái tiền rate lên cao quá. Bây giờ tiền nhiều thì nên mua nhà, chứ nếu để là nó tự động nó mất anh hả? Mất rồi, nó mất cái, giá trị nó không còn nữa. Giá trị giá gia tăng nó mất. Cái buying power nó không còn nữa. 100 ngàn còn 70 ngàn. 70 ngàn. Trời, có mấy người lên bình luận trên kênh mà không có nói cái gì. Tự nhiên mua nhà chi vậy, để mình trả tiền interest cho nhà băng. Vậy mình đi mướn nhà mình trả tiền interest cho ai vậy? Thường thường tôi mua căn nhà nhỏ rồi vài năm sau để gì người ta bán, người ta còn mua được căn nhà lớn hơn, có thể tương đương với nhau. Đây mình đi mướn nhà giống mình trả tiền interest cho cái thằng mua nhà. Không, nếu mình mua nhà thì mình giống như bỏ ống. Từ từ khi mình lết đít mình đổi nhà mới, mình cũng có bán nhà cũ, mình cũng có số vốn mình mua nhà mới tiếp tục. Còn nếu mình mướn nhà thì mình ở 5-10 năm sau hay 15 năm sau cái mình dời đi là xách đít đi là trống rỗng không có gì hết trơn. Thôi. Nói chuyện tí thì về mệt quá, chị chưa. Về chứ ơi. Con đổ mấy cái đá ra hết trơn rồi. Ừ. Chú anh chị giờ mình về nhà thấy chứ giờ mệt quá, không đẩy con tí ủi con tí đất mà nó ngồi thở cũng chết luôn. Đợi cho ngày thứ hai thứ ba thằng kia lại nó cắt cỏ, thường 2 tuần đây lại cắt lần mà nó ăn lần nhiêu cũng là
50 đồng, hồi xưa 45 đồng, cái nào gas lên cái đồi nó xin thêm 5 đồng nữa, 50. Giang tiếng về sao mình về trước. Cho thằng giặc kia nó lái cái xe truck vô á. Nó chạy qua bên kia nó đổ đất. Xe nó chở tới 21 tấn nó vô, nó kéo cái xe xuống đây cái sụm nguyên cái vàng driveway của mình luôn. Giờ phải mua đá đổ lên cho nó. Thấy thân nước nó động đây. Từng tới phải order thêm 8 tấn đá kiểu này nữa. Đổ cái nước luôn qua tới bên kia. Lai có thể mình lót gạch tính sao chứ bây giờ thì chưa đâu. Kinh tế khó khăn là tiền xúc ra hoài mệt quá. Oh my god, so hot. Công nhận. Cái đám rừng bên kia là Wilding Ridge nữa đó. Khu đất cũng là giàu. Bị 800 ngàn cái gì chịu không? Chịu đô. Cái khu này. Khu này thì tương lai về hưu thôi, nó không có. Không có xe đi. Những cái là cái quay nó cũng có. Nhưng những chồng, chồng cũng bêu với nhà bêu. Xin phép nhà nước là mình bêu thôi. Còn tụi ghế xe quay nó ngồi tối ngày. Ngày từng cái là nó không complain, nó nói là chỗ này cỏ cắt không sạch, chỗ kia trồng cây không đúng rồi, bắt thai hoài, mệt quá, qua bên này cho nó xong. Nếu mà tương lai về đây về hưu, nếu mà tương lai mình làm tiền không ra nữa, mình chui về đây mình sống thoải mái hơn, thấy không, khỏi lợi thuộc mấy nghĩ sao quay mấy người đó khốn nạn lắm, nó ngồi giống người nó mấy người Mỹ á. Nếu bị thai nó không có một mẹ dân giống người gần đi xuống lỗ rồi mà nó đi vòng vòng tối ngày chống nạn nó đi. Nó xem nhà này người kia, dòm ngó coi ai có làm cái gì sai, cái gì đục rịch cái gửi thơ về. Rồi phạt tiền. Bỏ tay mấy người này luôn á. Ở Florida này toàn là dân chơi súng, còn mấy năm trước cũng bị bắn chết hoài rồi, cũng tở không. Chứ mấy ông nội này giống như vậy về kia bằng nè. Và gần chết rồi muốn show quyền lực. Nó làm cái gì giống như là nó show power của nó thôi, chẳng có mẹ vậy. Nó vậy á. Có nhiều người hỏi kêu mình làm YouTube. Tiếp tục làm YouTube, con cái làm khi bỏ video lên là nhầm video. Thì cô chú anh chị xem nhiều những video không có xem. Rồi nhiều khi mình bỏ video lên mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mọi người không có xem nhiều. Những cái là như tiểu mình làm video 15 phút mà anh chị xem có 5 phút thôi á, thì cái video nó không được đề xuất, gọi là làm biết không được đề xuất thì nó không có quảng bá cho mấy người cùng mà xem cùng một chương mục á, thì không được nhiều view, mà không nhiều view thì không có cái tiền vô để chi phí để đi quay phim này kia lặt vặt. Với con cái là Steven là chủ yếu là làm phim để hồi xưa để làm chơi thôi, làm kỷ niệm cho bản thân của mình. Những cái mình cũng lớn tuổi, mình không có thời gian đâu mà quay nhiều lắm. Những cái là mình quay mình để lại sau này cho con cái mình nó xem. Rồi sẵn đó quay nhà cho anh chị ở xa, rồi từ đó mình mới quen biết giao lưu với nhiều anh chị ở Cali này kia, mấy người tiểu bang khác á, giống như là Minnesota, Tennessee, Pennsylvania, New Jersey cũng có, Virginia cũng có, hình như là khắp miền của nước Mỹ, phải không? Mình cũng nói chuyện nhiều người, cũng tìm được mua nhà ở Florida. Lâu lâu có anh em cũng rủ nhau ra đi ăn uống nhậu để
quen biết, tại phần đông là xem quen biết trên video nói chuyện điện thoại thôi chứ chưa có gặp mặt lần nào, thì anh chị cũng mời ra ăn cơm ăn tối đó. Rồi từ đó mà cái gì mình có làm video thì vậy, rồi từ từ mới quen biết được nhiều anh chị, đầu cái nó có cái niềm vui từ đó. Rồi mà lâu lâu nó cũng nản lắm, tại đi quay phim thì khi nó cũng mệt mỏi, về nhà edit bỏ lên luôn ra chứ thì đâu có thời gian nhiều. Những cái là trong tuần đi làm thì còn dẫn con cái đi học võ, chở thằng nhóc nó đi học võ, nhỏ con gái thì nó tự lái được, còn nhóc thì lâu lâu phải chở nó đi. Tuần nó đi là một ngày hai ngày, bây giờ nó lăn thi lên beo nữa mà vẫn phải chở nó, mà chân nó đau không gà nó qua đi. À, cổng vào khi vô nó đang có cái tấm cái sticker giống như cái easy pass vậy, đi vô cái tự động nó mở lên cho mình chạy vô thôi. Còn mấy người nào mà khách đến thì phải gọi thổi vô nó mới cho vô. Thứ tư này nghe nói có bảo bà con chạy đổ xăng lum la, với ngày sáng mình cũng chạy đổ bình xăng không, mình vô sắp hàng để mua đồ ăn đầy cho ngoài ngày đó. Steven đó, Florida bà con, những cái mấy người mới họ sợ gì đó, chứ mấy người ở đây lâu rồi ấy. Bảo thấy bình thường, giống như họ sống với bảo ra, họ quen. Morning các anh chị, hôm nay mình ngày thứ bảy, ngày 24 tháng 9. Nghe bảo gần tới ngày thứ tư là bảo nó sẽ vô tới Florida. Thì hôm nay có thể mình đi mua một tí đồ ăn nhà chợ Việt Nam. Thì anh chị nào muốn đi theo đi chợ Việt Nam với mình để tham quan để cho biết thì theo chân mình nha. Thì chợ Việt Nam này nó cũng nhỏ thôi, cái chợ tên là chợ Liên Hoa Oriental Market. Thì nó bán đồ nhỏ mà nó bán đồ đủ loại ra, đồ khô rồi cà tôm cá gì nó có đủ hết trơn không. Thì đồ ăn mì rồi nước mắm, rồi một tí nữa mình sẽ quay sơ lại cho anh chị và các bạn để biết cái chợ Việt Nam nó nằm ở đâu. Nó nằm ở dưới downtown Tampa, dưới đường Clearwater, không phải đường Clearwater, đường Water Street. Em nấu đầu giờ nói sáng rồi. Bữa nay thứ bảy với đầu cái hơi trống mà buổi sáng ha. Bình thường đi vô đây chủ nhật con cái ùn, bà con đi lễ nhà thờ cái đông đầy. Nên kia việc chỉ cái kitchen. Hello anh chị, bây giờ mình tới chợ Liên Hoa rồi. Giờ đi vô mua đồ ăn. Asian best. Chắc lấy bình bự nhỏ. Bự đâu thấy đâu. Bự chứ ơi bên kia. Để mua cái nguồn bình nhỏ nhỏ này. Thời gian
kêu bên này. Dịu đậm đà. Nêm ở đâu? Đồ nêm á. Nêm với hàng bên kia á. Yeah, one pack over here. Yes. Yes. Thank you. You're welcome.
hết mùa. Một xíu rồi. Mày bán toàn là mì không? Muôn thùng miếng vậy ăn. Beef chicken. Này là miếng. Trứng cái này nó là cái trứng như nó dễ vậy thôi. Bánh chim viên, bánh thịt bò, bánh bía là 6 đồng 98, tao biết là 7 đồng 98, còn 9 đồng 98 bánh bía chay trứng 9 đồng mấy, bánh bía 2 trứng là 3 đồng 98, bánh bía Phúc An trứng 6 đồng 98. Bao nhiêu? Bao nhiêu vậy? 900 mấy. Ủa, vậy bác có ăn? Hết rồi, tôm hết rồi. Không có. Không có. Đây bộ 16 đồng con rồi. Xưa có 13 đồng 9. Giờ 33 đồng. Còn 17 đồng. Hôm nay mua mấy cái bánh bao cho mấy cái nhỏ. Hi bé. Say hi. Hi. Come over here. Này nhìn đó, nhìn đó nè. Đây mày lúc nào cũng đông vậy. Sáng chủ nhật người ta bà con Việt Nam mình đi lễ nhà thờ về ghé đây cũng đông nhiều hơn. Chú Quỳnh cho hỏi nghe chú Quỳnh. 1, 2, 3 đọc số điện thoại. Số điện thoại đâu? Số điện thoại tiệm. Chơi nhiễm đất rồi nha. 813-932-1044. Ok. Sáng sớm chỉ cái camera vô cái ổng ngọn nữa hỏi cái gì vậy? Nhát à. Thấy ngầu ngầu vậy chứ friendly lắm nha. Cái này có bảo nổi không em? Vô nổi không? Cái này cũng hơi đau cái gì nó đi chỉa nó đưa ra 5-6 lần với lần nào nữa. Mấy lần trước cũng vậy. Nó hù nó cho tụi Costco với Sam's Club làm giàu đi. Nhưng đâu dám nói cho tụi Liên Hoa đâu. Liên Hoa cũng hưởng xối chút chứ. À nó nói vậy tính khác luôn. Thì khó thì sao mà nói vậy đó. Bà con tội sạch luôn đúng không? Mình ở đây biết mình cũng đâu sợ đâu kia đâu. Nghe đúng không? Đúng. Hồi xưa mới qua mình nhanh hồi sợ bây giờ cái quen rồi. Mua chân gà về kìa. Ngày ăn đi chạy bão. Không chạy cũng mua. Không chạy cũng mua. Bữa nay đi chợ. Không chạy cũng mua. Con sợ chơi kêu thôi hả? Con lần trước cái vui lắm. Bảo ôm à. Cái nó nói chạy vô thăm bà phải không? Cái đầu cái tối sáng chủ nhật cái đầu cái chỉ xe chạy qua bên Orlando. Tối là nó chỉa qua sẵn qua Orlando nằm ngay trung tâm. Con Như nè chạy nè. Nào cái này nó còn bị lùi bầm. Lùi bầm người ta bầm chơi tao cắt cho mình. Trời ơi. Kệ. Cái này của chị con ông luôn. Nhà trả cái đó là 235 đồng. Hồi bữa nay mua ít hơn trước rồi. Bây giờ cái gì cũng lên hết trơn. Chỉ có lương là không lên. Còn cả không lên nữa. Stuck. Đúng không? Nó rớt thê thảm luôn. Mua vô cái nào rớt cái đấy, mua vô cái nào rớt cái đấy. Thank you. Có mấy anh chị tiểu bang khác qua.
cái thầy chưa biết tiệm Việt Nam á, bỏ mình quay cái video bỏ lâu lắm rồi mới qua rất là lâu lắm rồi mới làm lại rồi, làm lại cái này còn hai cái đi đi nha. Cái này của mẹ đó. Không, đâu, cái này của ảnh á. Của con vậy, để cho tới. Đây nè, cái này của con. Con này của cô nè. Ok. Nè. Chú thấy chưa? Của mẹ mà. Này của cô hết. Ok. Cô không mua nước dừa. Ok, bye cho anh nha. Ok, bye em. Bye. Còn nữa mẹ ra còn bỏ thêm đồ nữa. Các anh chị về thăm bà đi chợ Việt Nam thì ghé qua tiệm này ăn nha, buổi sáng ăn sáng cũng ngon lắm, mấy món bình dân ngon mà ngon lắm, ở nhà nấu. Xưa là Sài Gòn Daily, mà Sài Gòn Daily nó giờ vừa hướng bên kia, kế bên theo qua con đường thôi. Bây giờ chỗ này Liên Hoa đã lấy lại rồi, expand ra bên đây luôn. Cái tiệm mình nó chạy tiệm 3 gian, 1 gian, 2 gian, 3 gian. Tiệm cũng được thôi mà nó bán tương đối đủ đồ ăn. Bên này cũng có cái chỗ bán vé máy bay với cái tiệm vàng. Nguyên cốp xe để tông trong này rồi, còn trong này nữa nè, gạo tôm, gạo tôm lum la cho đồ ăn đi chỉ đã kêu để luôn. Bây về thường cho chủ nhật á xuống ở đông lắm. Ừ. Bữa nay thứ bảy thì cũng đông. Nay thứ bảy mình cũng đông người á hả? Đâu đầy người chứ. Để em làm xe anh đâu nay nhiều quá mẹ. Còn để ra lâu khi dùng bỏ Bắc Kinh. Vậy hả? Vô mấy cái mô. Ăn bắp không? À. Nghe mấy cái bắp. Bắp giờ cũng lên giá nè. Giờ khỉ dựng lên giá chứ. Ngày xưa mấy xương bò, cái hộp xương bò chưa có 7 đồng mấy, giờ nó bán 9 đồng mấy, 10 đồng. Gì cũng lên. Rau cải gì cũng lên. Khỉ gì cũng lên. Giống như cái chai nước dừa phải không? Ngày xưa là ăn chai ăn gì 1 đồng 19. Giờ là ăn đồng 79. Ồ, cái đó là lên khủng bố luôn á. Lên lên tới gần 5 mấy sen. Nó lên được rồi, nó không có xuống đâu. Xuống đâu, nè trời, nó lên, nó kiếm tiền, nó không mới vậy nó xuống. Nó mới xây cái tiệm sơ cột khê đi.
tới nhà. Hiện tại mới về tới nhà và đem đồ vô. Mấy chú phó bà nội bên kia. Giờ mình đem những đồ vô nhà.